Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để tiếp tục giới thiệu với cả nhà về cái lô mai con mà mình có thể ghép được. Thì cái loại này cũng như lúc trước vậy đó, thì nó có giá là 20.000 đồng một cây. Cái thân nó thì là nó bự bằng hoặc là hơn ngón út của em luôn rồi. Còn cái chỗ mà cái gốc nó nổi lên đó thì là nó rất là mập. Đây là cái cây này thì em đã cắt em đôn cái gốc của nó rồi, nên đất nó rất là bự, rất là mập luôn. Mỗi cây mỗi dáng, mỗi thế luôn. Các bạn mua về là có thể ghép được liền luôn nha cả nhà. Cái cây của nó rất là đẹp luôn nè. Nó giống như dạng hình thú vậy đó, rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ với Ngân qua số điện thoại ở trên màn hình trong khoảng thời gian là 5 giờ chiều cho tới 10 giờ tối nha. Các bạn nào liên hệ mà Ngân chưa kịp bắt máy thì Ngân sẽ liên hệ lại sau nha. Mỗi cây mỗi dáng đây, đây các bạn nhìn đây, rất là đẹp, mỗi cây mỗi dáng luôn. Các bạn nào ở gần thì có thể trực tiếp đến nhà của em ở địa chỉ là ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Các bạn cứ hỏi đường đi về cầu nhà thờ Cái Mơn lớn á, rồi Ngân sẽ chỉ đường cho các bạn nha. Mỗi cây là một dáng, các bạn mua về là có thể ghép được liền luôn. Cái này thì cây này em đã đôn cái gốc nó rồi, nó rất là mập, chỉ 20.000 một cây nha cả nhà. Cái này là em đã xa 2 chậu rồi, chậu C6, nên các bạn mua về là để vậy là ghép luôn, khỏi phải thay chậu nữa. Các bạn đừng nhớ bấm đăng ký kênh của Ngân nha, để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân nha.